Chào mừng quý vị đã đến với kênh Rural Living Canada hay là Cuộc Sống Điền Biên Canada. Hôm nay thì Thủy đi thu hoạch sả. Sả này là Thủy trồng từ hồi cuối tháng 5. Và bây giờ là cuối tháng 10 thì khoảng 5 tháng. Nhưng mà trước khi Thủy đi thu hoạch sả thì Thủy phải lùa mấy cái con gà vịt của Thủy đi trở lại về chuồng của tụi nó, là tại vì bây giờ nó sống chuồng, nó chạy ra ngoài trước quá trời quá đất luôn. Nó chạy ra ngoài, nó sống chuồng, nó chạy ra ngoài quá chừng. Nó đi lang thang đầy hết. Thành ra Thủy phải đuổi nó vô trước. Nó rất là dễ thương, nó không có phá hoại hay là cái gì hết. Nhưng mà nhiều khi sợ nó đi lạc quá, nó đi lạc, nó đi mất, rồi đi nó đi ra ngoài đường thì xe không tránh nó được, cho nên Thủy phải lùa nó vô trước khi Thủy đi thu hoạch sả. Và nói về sả thì Thủy trồng từ hồi cuối tháng 5, lúc mà tuyết tan hết và không còn còn lạnh nhiều nữa thì Thủy bắt đầu trồng. Và lúc trồng thì cũng lên chậm lắm, tại vì thời tiết mà. Nhưng mà sau đó thì lên rất là nhanh. Và năm nào thì Thủy cũng trồng hết để mà thu hoạch vào lúc này, xay ra bỏ đông lạnh và sử dụng vào mùa đông để nấu nướng. Nhà Thủy thì thích rất thích ăn những cái món mà ướp sả ớt, cho nên xài rất là nhiều sả và năm nào là Thủy cũng trồng như vậy hết. Năm nay thì trời ấm hơn, lâu hơn, kéo dài được cho tới cuối tháng 10. Kéo dài được cho gần cuối tháng 10, chứ thường mỗi năm thì khoảng cuối tháng 9 là Thủy phải nổ lên hết rồi. Bây giờ thì Thủy phải đi đào nó lên. Rồi đào hết lên rồi thì coi vậy chứ là cũng tốn tiền nhờ lắm đó quý vị. Đào xong rồi thì Thủy sẽ cắt lá. Cắt lá để riêng những cái lá đó Thủy cũng cho vào bao và đông lạnh, để trường hợp mà mình có cần nó cho cảm cúng, để trường hợp là mình cần để xong cho cảm cúng nè. Nhưng mà thường thì Thủy cứ để đó, rồi thí dụ như là mình nướng gà hay là mình nấu gì đó thì mình lót nó ở phía dưới đít nồi để cho cái mùi sả nó thơm. Những cái lá sả là Thủy dùng như vậy. Còn những cái cọng sả thì Thủy sắc nhỏ ra, xay nhuyễn, rồi bỏ vô bao, bỏ vô đông lạnh, hoặc giả là để nguyên khúc, để xài cho, để sử dụng cho những cái món mà mình cần nguyên khúc sả. Còn những cái mà ướp sả ớt thì Thủy xay nhuyễn nó ra. Hôm nay thì quý vị cùng Thủy thu hoạch sả nha. Thu hoạch sả xong rồi cắt lá. Còn cái phần cọng thì để cho nó đất nó khô, rồi cắt ra, rửa sạch và bắt đầu biến chế cho những cái mà mình cần.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video của Thủy về thu hoạch xả hôm nay. Hy vọng quý vị thích và sẽ ủng hộ Thủy để Thủy làm tiếp những cái video khác về cuộc sống điền viên của Canada hay là rural living Canada. Kính chào quý vị. Bye bye.